Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 26 tháng 4. Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời vẫn có nắng với cường độ mạnh, mức nhiệt cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi cao hơn 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, độ ẩm tương đối 70 đến 75%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, đêm nay không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 31 33 độ. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 26 tháng 4 năm 2022 cao nhất 380 cm, xuất hiện lúc 12 giờ, thấp nhất 130 cm, xuất hiện lúc 3 giờ 45 phút.